nhằm hưởng ứng kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển. Sáng ngày 9 tháng 12, tại quảng trường Long Viên, thành phố Đà Lạt, Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam phối hợp với Cục Thể dục Thể thao, Ủy ban Olympic Việt Nam và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức giải vô địch trẻ Roller Sport Quốc gia năm 2023. Giải đua diễn ra trong 2 ngày, 9 và 10 tháng 12, với sự tham gia của 350 vận động viên đến từ 30 câu lạc bộ ở 11 tỉnh thành phố trên toàn quốc như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Bình Dương. Các đội tham dự sẽ tranh tài ở nội dung các hạng mục dành cho nam, nữ như đua tốc độ, biểu diễn nghệ thuật, trượt ván với độ tuổi từ 5 đến 15 tuổi và trên 15 tuổi. Theo ban tổ chức, đây là giải đấu quy tụ các vận động viên xuất sắc đến từ 11 tỉnh thành phố trong cả nước và có nhiều nội dung thi đấu nhất từ trước đến nay. Trong đó, các nội dung thi đấu tương tự với giải vô địch Roller Sport Đông Nam Á và giải Roller Châu Á, mở rộng lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 3 năm 2024. Do đó, đây là cơ hội để vận động viên được cọ sát trước khi tranh tài với vận động viên trong khu vực. Trước đây, được nhìn nhận là môn thể thao giải trí đường phố, nhưng những năm qua, Roller Sport đã thể hiện được vị trí của mình khi có mặt trong các kỳ đại hội thể thao lớn như ASEAN có đua tốc độ, biểu diễn nghệ thuật, trượt ván, Olympic mùa hè có trượt ván. Được biết, giải đua Roller Sport các đội mạnh quốc gia năm 2023 sẽ thi đấu xếp hạng vô địch cá nhân nam nữ, phân chia độ tuổi của các vận động viên, áp dụng luật thi đấu mới nhất của Liên đoàn Roller quốc tế. Kết thúc giải, 3 vận động viên đứng đầu của các hạng mục sẽ được trao giải thưởng huy chương, giấy chứng nhận và các giải thưởng khác.